Chiller rất cần thiết để điều chỉnh nhiệt độ trong một số quy trình công nghiệp, đặc biệt với các nhà máy có quy trình sản xuất phát sinh nhiều nhiệt như đúc phun nhựa, kim loại, chế biến thực phẩm, dây chuyền sơn. Nếu không kiểm soát nhiệt, nhiệt độ quá cao có thể gây ra nhiều vấn đề về giảm chất lượng sản phẩm, tăng chi phí vận hành. Có hai loại chiller chính: chiller giải nhiệt nước, sử dụng nước và tháp giải nhiệt. Chiller giải nhiệt gió, dùng quạt để trao đổi nhiệt trực tiếp với không khí. Chiller giải nhiệt nước thường được sử dụng phổ biến trong các nhà máy công nghiệp do nó có hiệu suất làm mát cao và tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thống chiller giải nhiệt gió. Tại dự án dây chuyền sơn mũ bảo hiểm do Delco là tổng thầu design and build hệ thống cơ điện MEP, dây chuyền sơn phát sinh rất nhiều nhiệt do quá trình sơn và xử lý bề mặt. Delco sử dụng chiller giải nhiệt nước đóng vai trò quan trọng trong việc hạ nhiệt và kiểm soát nhiệt độ, duy trì môi trường sản xuất lý tưởng cho nhà máy. Nguyên lý hoạt động của chiller bao gồm hai vòng tuần hoàn. Vòng tuần hoàn thứ nhất, nước lạnh 6 độ C từ chiller được bơm qua AU để làm mát không khí trong phòng sơn. Sau khi hấp thụ nhiệt và tăng lên 12 độ C, nước quay lại chiller để được làm lạnh xuống 6 độ C, tiếp tục chu kỳ tuần hoàn. Vòng tuần hoàn 2, nước từ tháp giải nhiệt ở 30 độ C đi qua chiller để làm mát hệ thống. Nước hấp thụ nhiệt và tăng lên 35 độ C, sau đó quay lại tháp giải nhiệt để được làm mát xuống 30 độ C và tiếp tục quá trình tuần hoàn. Hai vòng tuần hoàn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vòng tuần hoàn 1 làm mát không khí bằng cách hấp thụ nhiệt từ không gian phòng sơn. Vòng tuần hoàn 2 hấp thụ nhiệt từ hệ thống chiller và xả ra môi trường. Nói cách khác, vòng tuần hoàn 2 giúp chiller loại bỏ lượng nhiệt đã hấp thu từ vòng tuần hoàn 1, duy trì hiệu quả làm lạnh cho hệ thống. Nước lạnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong dây chuyền sơn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của nhà máy. Delco đã thiết kế hệ thống chiller với hai máy chay luân phiên, dự phòng 100% công suất. Nếu một chiller gặp sự cố hoặc cần bảo trì, chiller còn lại có thể đảm nhận toàn bộ công suất làm lạnh cần thiết, cung cấp đủ lưu lượng và nhiệt độ nước lạnh cho 3 dây chuyền sơn luôn ổn định, đảm bảo sản xuất liên tục. Ngoài ra, việc kết hợp với hệ thống PLC để điều khiển hai máy chay luân phiên làm giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ của cả hai chiller, tránh tình trạng một máy chay liên tục, dẫn đến quá tải, nhanh hỏng và gián đoạn sản xuất. Bên cạnh đó, chiller là hệ thống tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trong nhà máy. Để tối ưu hóa hiệu quả năng lượng, Delco đã cung cấp giải pháp Smart Factory tích hợp hệ thống chiller với PLC, cho phép giám sát tiêu thụ năng lượng của toàn hệ thống, từ các thiết bị nhỏ nhất như bơm, đường ống đến các cảm biến nhiệt độ, áp suất và công tắc dòng chảy. Ngoài ra, hệ thống còn được thiết kế với kịch bản công nghệ tối ưu, đảm bảo hiệu suất hoạt động của dây chuyền sơn, đồng thời giảm thiểu lãng phí năng lượng,